Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1857 Mà ở mạnh bà cấp tốc truy tung hướng tầng Trần đám người lúc Hư không trong Tần Trần thân hình liên tục bay đi Hắn thôi động không gian chi tâm Chỗ đi qua chỗ lưu lại không gian ba động bị hắn cấp tốc trấn áp Không để lại mảy may manh mối Thời gian nháy con mắt Một đám người chính là cấp tốc rời khỏi âm ti chỗ Hướng sâm la diêm vực bên ngoài khu vực bạo lướt đi Bay đi trong, u minh đại đế hưng phấn không thôi sắc mặt ửng hồng nói ha 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 tần trần tiểu tử lần này chúng ta thật mẹ hắn làm nên thật xinh đẹp di ma đại đế năm đó ở thời đại viễn cổ coi như là một cái cự đầu nhân vật nghĩ không ra bị chúng ta trực tiếp chém dê kiết ở đây ha ha thống khoái thống khoái u minh đại đế cười ha ha thông phệ hơn phân nửa di ma đại đế tàn hồn hắn chuyến này thu hoạch cực lớn nội tâm vô cùng hưng phấn lúc đầu dùng hắn tứ cực đại đế hiểu biết cùng thực lực là không hẳn là ngạc nhiên như vậy nhưng khó chống lại tầng trần tính toán dày đặc hắn cũng đã có thể nghĩ đến cùng thập điện diêm đế thu đến âm ty bị diệt diêm ma đại đế ngã xuống tin tức sau sẽ là như thế nào một cái biểu tình hừ để này thập điện diêm đế nhằm vào hắn hoàng tuyền sơn nhìn hắn sau này còn dám rời khỏi bản thân sào huyệt không Tần Trần nghe vậy mắt nhìn U Minh Đại Đế, nhàn nhạt nói, U Minh, ngươi tốt xấu cũng là đã từng tứ cực Đại Đế một trong, chúng ta bất quá là chém giết một cái Diêm Ma Đại Đế mà thôi, phải dùng tới hưng phân như thế. Bất quá chém giết Diêm Ma Đại Đế mà thôi. U Minh Đại Đế con ngươi trừng, Tần Trần tiểu tử, ngươi biết cái gì, Diêm Ma Đại Đế năm đó cùng mạnh bà, thập điện Diêm Đế thế nhưng Minh giới một trong tam cự đầu, sống bao nhiêu năm lão quái vật. Huống chỉ hắn vẫn thập điện Diêm Đế Bộ hạ, dùng bản tọa năm đó thực lực tuy là có thể mang chém giết, nhưng cũng không thể thật động thủ, ngươi không biết hắn ngã xuống, sẽ tại mình giới tạo thành bao lớn ba động sao? U Minh Đại Đế lắc đầu liên tục. Này Tần Trần, đích thực quá ngây thơ, còn quá non. Ha hả, cái gì lão quái vật? Tần Trần cười lạnh một tiếng, còn chưa phải là nói giết liền giết tần trần nói vỗ vỗ u minh đại đế bả vai ngươi a à, nhãn giới vẫn là quá thấp cũng đúng dù sao cao vị ngồi quen thói quen bình thản bản thiếu cũng coi như hiểu ngươi năm đó tại sao sẽ ngã xuống nhuệ khí hoàn toàn không có a à. cam lòng một thân quả mới có thể đem hoàng để kéo xuống ngựa ma lệ ngươi nói đi nói đến đây tần trần lúc này quay đầu cười nhìn về phía ma lệ ma lệ mí mắt giật mình mẹ này tần trần có ý gì trên mặt cũng là bất động thanh sắc liền gật đầu nói tần trần ngươi nói đúng chúng ta làm người đây không có thực lực không quan hệ nhãn giới đến cao nếu như liền mộng tưởng cũng không có cùng cá mắm cái gì phân biệt thành quỷ hẳn là đồng dạng nếu không không có thực lực sợ cũng chỉ là một người ngu ngốc u minh đại đế vẻ mặt tức khắc biến phải vô cùng khó coi không nhịn được nhìn về phía ma lệ mẹ ngươi mắng ai là người ngu ngốc đây. Ta không nói ngươi." Ma lệ cau mày nói, "Tiểu tử ngươi, mới vừa đột phá đại đế liền lớn lối như vậy, ngươi cũng đã biết, giống như ngươi vậy mặt hàng, đổi thành trước kia, bản tọa sợ là nửa phút liền diệt." Ma lệ cười cười, "Ngươi cũng chính xác trước kia." "Ngươi." U Minh đại đế khí rung rẩy lạnh. "Được." Tần Trần lên tiếng, giơ tay lên ngăn trở hai người tranh luận, hắn cao mày cảm nhận một chút phía sau hư không, tăng thêm tốc độ, chú ý bay đi, làm như đang trầm tư cái gì. U Minh Đại Đế cùng Ma Lệ liếc nhau, đều là hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Cảm nhận đến song phương không khí lúng túng, Thủy Mị Đại Đế không khỏi chủ động mở miệng nói, chủ nhân, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Cái này còn cần hỏi. U Minh Đại Đế trực tiếp chen miệng hưng phấn nói, chúng ta hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất, là hồi vĩnh kiếp nghiệt hải ẩn nút, chuyên tâm luyện hóa diêm ma đại đế, chờ ta cùng thực lực đều có chỗ đề thăng sau, lại nghĩ biện pháp hồi hoàng tuyền sơn, tránh thoát lần này phong bạo. Hoặc là, là tìm địa phương khác trốn đi, bất quá, hôm nay toàn bộ minh giới trong có thể tránh thoát thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế tìm kiếm địa phương cũng không nhiều, chỉ có mấy cái cấm địa bí cảnh, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi u minh đại đế quả đoán nói bất quá bản tọa người đề nghị là hồi vĩnh kiếp nghiệt hải cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế chắc chắn sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ lần thứ hai trở lại u minh đại đế thần sắc ngạo nghễ cực tự tin thủy mị đại đế cùng thái âm minh nữ đều là gật đầu các nàng lần này thu hoạch thật lớn chỉ là còn chưa thật tốt tiêu hóa nếu như hồi vĩnh kiếp nghiệt hải bế quan một ít thời gian, chắc chắn có thể để thăng càng nhiều. Ma lệ ngươi cảm thấy thế nào? Tần trần mắt nhìn không nói lời nào ma lệ. Ma lệ! Mẹ, vì sao luôn nói ta? Bị tần trần ánh mắt nhìn chầm chầm, ma lệ chỉ có thể trầm giọng nói, chúng ta hiện tại mặc kệ đi chỗ nào, cũng không thể hồi vĩnh kiếp nghiệt hải. Tại sao? Thủy Mị đại đế mấy người đều là nghĩ hoặc nhìn sang. U Minh đại đế lại là ánh mắt xem thường nhìn Ma Lệ, tự hồ muốn nói, tiểu tử ngươi biết cái gì. Tần Trần cũng là ý vị thâm trường cười cười. Thấy Tần Trần khóe miệng cười, Ma Lệ tức khắc mí mắt lần thứ hai kinh hoàng, mắt nhìn mấy người, trầm giọng nói, chúng ta lúc trước mới vừa diệt Diêm Ma đại đế, các ngươi thì có khả năng khẳng định hành tung chúng ta không có bị người để mắt tới một khi thật bị người nhìn chầm chầm, nếu như hồi vĩnh kiếp nghiệt hải, đó mới là trai nạn, chẳng khác gì là dẫn lửa thiêu thân. Buồn cười, hôm nay thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế đều đi hoàng tuyển son, này minh giới có ai có thể nhìn thẳng chúng ta? U minh đại đế thần sắc xem thường. Ma lệ liếc nhìn hắn một cái không để ý, chỉ là lắc đầu nói, mặc kệ hay không người nhìn chầm chầm, chúng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy, bằng không chúng ta bại lộ không quan hệ, nếu để cho Tần Trần nữ nhân bại lộ, đây mới thực sự là nguy hiểm, thất bại trong gan tắc. Ma Lệ khẳng định nói. U Minh Đại Đế cười lạnh một tiếng, Tần Trần tiểu tử, ngươi đừng nghe gia hỏa này nói bậy. U Minh, ta hiện tại cuối cùng hiểu, ngươi năm đó sở dĩ sẽ vẫn lạc, quả thực không oan. Không đợi U Minh Đại Đế nói hết lời, Tần Trần tại chỗ đem cắt đứt. U Minh ngẩn ra, có ý gì? Quay lại ngươi cũng biết. Tần Trần không trả lời thẳng, chỉ là mắt nhìn Ma Lệ, ánh mắt lóe lên. Này Ma Lệ, có thể sống đến bây giờ, quả nhiên không chỉ là vận khí. Ầm. Uhm. Sau một khắc, Tần Trần tăng thêm tốc độ, nháy mắt hướng một cái hướng khác bạo lướt đi. Cái phương hướng này, không phải Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải phương hướng à? Đây là bay đi hồi lâu sau cảm nhận đến tầng trần bay đi phương vị sau u minh đại đế tức khắc con ngươi trừng mẹ tầng trần chẳng những không có hồi vĩnh kiếp nhiệt hải cũng không có đi hoàng tuyển sơn phương hướng lại là hướng ngũ nhạc minh đế lãnh địa phương hướng bay đi đi tầng trần tiểu tử đây không phải là ngũ nhạc minh đế lãnh địa sao u minh đại đế tức khắc lo lắng nói chúng ta dịp diêm ma đại đế thập điện diêm đế nhất định sẽ nhận được tin tức tất nhiên sẽ trước tiên chạy về chúng ta bây giờ đi ngủ nhạc minh đế lãnh địa đây không phải là chịu chết là cái gì nếu như quay đầu vừa vặn gặp phải ngủ nhạc minh đế quay về kia sợ là muốn đi đều chạy không được u minh đại đế tức khắc lòng nóng như lửa đốt nào có như thế đây không phải là tự tìm đường chết sao người ngoan ngoãn đi theo là được tần trần liếc u minh đại đế đều lười đến giải thích ngươi xem ma lệ liền không nói gì u minh đại đề một bên ma lệ mí mắt kinh hoàng dĩ nhiên hiểu tần trần dụng ý mẹ này tần ma đầu quả nhiên âm độc hung ác quả thực quá ác ầm uhm. một lát sau tần trần dĩ nhiên tiến vào ngũ nhạc minh đế trong lãnh địa to lớn thiên địa trong từng đạo nồng nặc quy tắc khí tức lưu chuyển so sánh thập điện diêm đế sâm la diêm vực ngũ nhạc minh đế lãnh địa trong khí tức muốn càng thêm chính nhất chút, to lớn bá đạo. Ma lệ, hắc liên, các ngươi cảm nhận dưới, này ngũ nhạc minh đế lãnh địa trong, nơi nào có thâm viên nhất mạch khí tức. Huyền phù hư không, tầng trần lạnh giọng phân phó. Hắn thi triển tạo vật chi nhãn, ngưng mắt nhìn hướng ngũ nhạc minh đế lãnh địa. Ngũ nhạc minh đế đã cùng thâm viên nhất tộc có cấu kết, như vậy hắn lãnh địa trong, tất nhiên có manh mối, thậm chí có liên thông thâm viên nhất tộc thông đạo vâng ma lệ cùng thái âm minh nữ lúc này bay đi ra tỉ mỹ cảm nhận phía trước ầm uhm. hai cổ đặc thù thâm viên chỉ lực theo thân thể hai người trong chậm rãi thả ra đối ngũ nhạc minh đế lãnh địa tiến hành vọng khí một lát sau thái âm minh nữ sắc mặt khó coi lắc đầu đại nhân ta cảm nhận không ra tuy là đều là thâm viên nhất tộc nhưng ở không có chút nào cơ sở tình huống cứ như vậy đi qua vọng khí cảm nhận đừng thâm viên khí tức cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ nếu không nàng núp ở thái âm minh nữ trong cơ thể nhiều năm như vậy cũng sẽ không một mực không có bị thái dương minh nữ cùng ngũ nhạc minh đế phát hiện tần trần không nói lời nào chỉ là nhìn ma lệ ma lệ trong cơ thể một cổ đặc thù thâm viên khí tức dũng động hắn con ngươi dĩ nhiên biến thành đen kịch một màu một lát sau, bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại, thẳng nhìn về phía rất xa chân trời chỗ kia. Tần Trần, tại cái hướng kia. Dường như có cổ cực nhỏ thâm viên ký tức. Ma Lệ đột nhiên nói, "Chỗ đó, đi." Tần Trần liếc mắt nhìn, căn bản không có do dự, lúc này hướng cái hướng kia bạo lướt đi. Cái này cũng được. U Minh đại đế nửa ngờ nửa tin, cấp tốc đuổi theo. Vọng khí cảm nhận đồng tộc khí tức làm sao như vậy không đáng tin cậy đây mà liền tại tầng trần đoàn người cấp tốc sau khi rời đi không bao lâu tại tầng trần mấy người biến mất địa phương một đạo còng lưng thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này những gia hỏa này tiến vào ngũ nhạc minh đế lãnh địa trong tới quỷ thủ cầm một ngụm chén ngưng mắt nhìn tầng trần đám người rời đi chỗ vẻ mặt tức khắc biến phải vô cùng khó coi chính là mạnh bà đi. Do dự một chút, mạnh bà cắn răng một cái, không có quá nhiều do dự, lúc này dọc theo tầng trần mấy người biến mất chỗ, theo sau. Phía trước hư không trong, tầng trần bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn phía sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ma lệ nheo mắt. Chủ nhân, ngươi một mực sau khi nhìn mặt làm cái gì? Chẳng. Lẽ có người tại đi theo chúng ta? Thủy mị đại đế không nhịn được nói coi như là nàng cũng cảm giác được không thích hợp, theo âm ti sau khi ra ngoài, tần trần cũng đã xem không ít lần phía sau. Tần trần đối ma lệ nói, ngươi nói đi. Mọi người ào ào nhìn về phía ma lệ. Ma lệ. Mẹ, ta chỉ muốn làm một an tĩnh Mỹ nam tử, này tần trần nói ta làm cái gì? Bất quá tại tần trần dưới ánh mắt, ma lệ chỉ có thể nhắm mắt nói, nếu như ta không có đoán sai, phía sau chúng ta hẳn là một mực có một cái đại đế cường giả trong bóng tối đi theo với lại đối phương là theo âm ty vẫn bắt đầu đi theo chúng ta không có khả năng u minh đại đế tức khắc câu mày nói nếu thật có người ở theo sát chúng ta bản tọa làm sao có thể cái gì đều không còn cảm nhận đến không chỉ có là bản tọa thủy mị đại đế thái âm minh nữ cũng đều không có chút nào phát hiện đối phương làm sao làm được U Minh Đại Đế lắc đầu cười nhạt. Hắn là chưa từng khôi phục tu vi, nhưng dầu gì cũng là đã từng tứ cực đại đế, nếu thật có người một mực đi theo hắn, người nói tạm thời còn tốt, theo âm ti một mực theo đến hiện tại, hắn sao lại một điểm cảm nhận cũng không có. Chê cười. Ma lệ mắt nhìn Tần Trần, thấy Tần Trần không nói lời nào, chỉ lo đi đường, đành phải kiên trì tiếp tục nói, chúng ta sở dĩ không có cảm nhận đến đối phương, hẳn là khác biệt nguyên nhân tỷ như đối phương chỉ là xa xa đi theo cũng không tới gần lại tỷ như đối phương có cái gì đặc thù bí pháp nhưng một mực cảm nhận chúng ta tồn tại lại hoặc là hai người đều có vậy thì càng là lời nói vô căn cứ u minh đại đế cười nhạt nếu là đối phương xa tới ngay cả ta cùng đều cảm nhận không đến vậy hắn lại là thế nào theo dõi chúng ta Tần trần tiểu tử tại bay lượng thời điểm, thế nhưng che đậy toàn bộ không gian ba động. Trừ phi là tứ cực đại đế tự thân theo sát, đổi thành khác đại đế, căn bản không khả năng theo kịp chúng ta. Ta đây cũng không biết. Ma lệ lắc đầu, ta chỉ hiểu, theo chúng ta rời khỏi âm ti bắt đầu, tần trần tổng cộng nhẹ nhàng nhìn 13 lần phía sau hư không. Mỗi một lần đều là không phải không có thả rắm, chẳng có mục đích dò xét, mà là có ý định khóa chặt khu vực điều tra. Đồng thời căn cứ lần trước tầng trần chỗ dò xét phương hướng, nếu ta không có đoán sai, đối phương hẳn là tại chúng ta bên trái phía sau, khoảng cách chúng ta ước chừng nửa đế thần khoảng cách. Ma lệ thần sắc vô cùng khẳng định. Nửa đế thần. Liền khoảng cách ngươi cũng hiểu. U Minh Đại Đế nửa tin nửa ngờ nói, ngươi cũng đã biết nửa đế thần là bao xa. Dài như vậy khoảng cách, tại tầng trần tận lực dọn sạch dưới, coi như là một cái trung kỳ đỉnh phong đại đế cũng không cách nào cảm nhận. Đến chúng ta phương hướng trời đi, thế nào theo sát? Cái gọi là nửa để thần, là một cái đại đế toàn lực bay đi nửa canh giờ khoảng cách, là minh giới một cái khoảng cách đơn vị đo lường. Dài như vậy khoảng cách, lại thêm tầng trẫn không gian chỉ lực dọn sạch, toàn bộ không gian ba động chắc chắn triệt để tiêu tán, bình thường đại đế căn bản không có điều tra được đối phương rời đi phương hướng. Ma lệ trầm tư nói, nếu ta không có đoán sai, đối phương hẳn là dùng một loại đặc thù thủ đoạn, hoặc giả chúng ta trên thân, có một loại đối phương có thể cảm ứng vật, tỉ như. Ma lệ mắt nhìn tầng trần, như có điều suy nghĩ nói, cầu nại hà. Cầu nại hà. Mọi người ngẩn ra, vật này không phải đã bị chủ nhân luyện hóa sao? Là luyện hóa, nhưng giả thiết là tần trần cố ý phóng xuất ra khí tức hấp dẫn đối phương đến đây đây ma lệ đột nhiên nói cố ý tất cả mọi người khó có thể tin nhìn ma lệ điều đó không có khả năng u minh đại đế lắc đầu lại không nói có người hay không theo sát coi như thực sự có người theo sát chúng ta liền người theo dõi là ai cũng không biết tần trần tiểu tử vì sao phải hấp dẫn đối phương theo tới đây căn bản nói không thông nếu theo sát là người hay là Sâm La Diêm vực mạnh bà đây." Ma lệ đột nhiên lại nói. "Mạnh bà?" Mọi người cả kinh. "Điều này có thể sao?" U Minh Đại đế, đây chính là tự ngươi nói, mạnh bà là Sâm La Diêm vực đỉnh cấp đại đế, so với kia Diêm ma đại đế đều không hề yếu, chúng ta lúc trước tại Âm Ty gây ra động tĩnh lớn như vậy, khắc đại đế không kịp chạy tới có thể thông cảm nhưng vì sao mạnh bà sẽ một chút phản ứng cũng không có. Ma lệ mặt lộ vẻ lạnh lùng, các ngươi nói, nếu nàng thật cũng sớm đã đến âm ti, chỉ là một mực trong bóng tối đi theo chúng ta, có khả năng sao? Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc đều là nghiêm túc. Tự liền U Minh Đại Đế cũng là như có điều suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn chân mày lại là nhăn lại, lắc đầu liên tục nói, coi như ngươi nói đều đúng, tần trần tiểu tử hấp dẫn mạnh bà theo tới mục đích là cái gì đây không phải là chọc giận trên thân sao ngu ngốc mới có thể làm ra loại chuyện này đến thấy tần trần sầm mặt lại u minh đại đế vội vàng nói tần trần tiểu tử bản tọa không phải nói ngươi là ngu ngốc a à, ta chỉ là đánh cách khác ma lệ bản thân nói đều nói đến phân thượng này này u minh đại đế còn không có phản ứng kịp gia hỏa này năm đó là thế nào trở thành tứ cực đại đế bằng ngu xuẩn khó trách gia hỏa này là qua nhiều năm như vậy tứ cực đại đế trong duy nhất một ngã xuống một số thời khắc sự tình xảy ra hắn lúc nào cũng có đạo lý mà thái âm minh nữ cùng thủy mị đại đế liên tưởng đến tầng trần trước đó cử động cùng phân phó thái âm minh nữ cùng ma lệ sự tình lúc này mơ hồ đoán được một ít chuyện này chủ nhân tính toán rất to gan a à, có thể thành công sao thủy mị đại đế cùng thái âm minh nữ trong lòng đều là lo lắng bất an thấy hai người thần sắc ma lệ hiểu các nàng đều đoán được cái gì liền không có tiếp tục nói nữa ầm uhm. đoàn người tiếp tục bay đi chỉ còn dư lại u minh đại đế một người gãi đầu này ma lệ làm sao bỗng nhiên không nói bản thân còn suy nghĩ thật tốt bác bỏ một phen đây một lát sau tần trần mấy người dĩ nhiên đi tới ngũ nhạc minh đế lĩnh vực chỗ sâu khu vực trung tâm. Mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bại lộ. Thần sắc nghiêm túc, tần trần chậm rãi tới gần. Hắn mi tâm chỗ, một đạo khủng bố đen kịp con mắt trực tiếp mở ra, trước mặt thiên địa trong rất nhiều quy tắc đại đạo, lúc này nháy mắt hiện ra ở trong đầu hắn. Ngũ nhạc minh đế hạch tâm chi địa, nguy hiểm trọng trọng, tự nhiên đến cẩn thận cảnh giác bay đi một lát sau. Chỉ thấy phía trước nơi xa thiên địa trong, một tòa cổ xưa ngọn núi cao vút, này một tòa sơn phong, nguy nga thông thiên, vô cùng to lớn, tại đây trên mặt đất mênh mông nhô lên, cực bắt mắt. Mà ở này sơn nhạc ở ngoài, từng đạo hắc sắc lưu quan lóe lên, bày biện ra kinh người khí tức. Chính là chỗ này. Ma lệ hơi tập trung nói, tần trần, ta lúc trước cảm nhận đến cái này thâm viên khí tức, theo là từ trong lan truyền ra, tuy là cố khí tức này cực nhỏ, như có như không, nhưng chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Ồ! Tần trẫn núp ở sơn nhạc bên ngoài hư không trong, tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy trước mặt ngọn núi, ẩn chứa khủng bố đại đạo khí tức, mênh mông hùng hậu, một cái nhìn sang, nhìn không ra chỗ đặc thù gì, nhưng càng xem, càng cảm thấy trong thâm thúy đáng sợ, ẩn chứa trọng trọng nguy cơ. Đây là địa phương nào? Tần Trần nhìn về phía U Minh Đại Đế. Hồn Nhạc Sơn U Minh Đại Đế thần sắc nghiêm túc nói, Tần Trần tiểu tử này Hồn Nhạc Sơn là ngũ nhạc minh đế bộ hạ một chỗ cấm địa, nghe đồn là ngũ nhạc minh đế năm đó xuất thế đắc đạo địa phương, bất quá đã bị hoang phế nhiều năm, không còn là ngũ nhạc minh đế bộ hạ trọng yếu khu vực, người xác định nơi này có thâm viên khí tức. Tần Trần mắt nhìn U Minh Đại Đế cùng Ma Lệ, hai người các ngươi, ngươi cảm thấy ta hắn là tin ai u minh đại đề đi đi vào tần trần quát khẽ một tiếng hắn đầu tiên là tại u minh đại đế bọn họ ánh mắt nghi ngờ trong ở phía xa một ngọn núi trong bí mật chôn thứ gì làm xong đây hết thảy sau tần trần mới quay đầu mang theo mọi người nháy mắt lướt về phía này hồn nhạc sơn càng đến gần trước mặt này hồn nhạc sơn khí tức bột phát nồng nặc tần trần ánh mắt lạnh lùng chỉ này nồng nặc khí tức liền cực quỷ dị còn nói đây là một chỗ cũng đã hoang phế cấm địa ai tin vù vù tần trần chú ý tới gần chỉ là mới vừa tiến vào này hồn nhạc sơn khu vực liền có một cổ đặc thù ba động truyền đến dẫn động bốn phía đại đạo quy tắc không được là vạn đạo phong tỏa trận cảm nhận đến này cổ đại đạo ba động u minh đại đế vẻ mặt tức khắc đại biến hắn lo lắng nói tần trần tiểu tử mau lui lại này vạn đạo phong tỏa trận là lợi dụng đặc thù đại đạo minh thạch xem như trận cơ bố trí xuống mỗi một loại đại đạo minh thạch trong đều ẩn chứa một loại đại đạo quy tắc tổng cộng vạn chủng đại đạo quy tắc thiên biến vạn hóa mà muốn không làm cho này vạn đạo phong tỏa trận cảnh báo trừ phi có trận pháp lệnh bài thông hành bằng không phải cùng này biến ảo vạn chủng đại đạo hoàn toàn phù hợp mới có thể trên đời này căn bản sẽ không có người có thể hoàn toàn phù hợp này vạn chủng quy tắc đại đạo nhanh chóng ném ra ngoài u minh đại đế thần sắc lo lắng nói ma lệ bọn hắn cũng đều khẩn trương một khi bọn họ xông vào bị phát hiện tất nhiên sẽ đưa tới một trận đại chiến lúc trước tần trần bố trí toàn bộ định đem thất bại trong gan tất vạn đạo phong tỏa trận thế mà tần trần cũng là ánh mắt băng lãnh không có bất kỳ khẩn trương thời khắc mấu chốt, hắn chọc khoát tay, đem U Minh Đại Đế mấy người nháy mắt thu vào trong hỗn độn thế giới. Tiếu tiếu. Đồng thời, Tần Trần quát khẽ lên tiếng, mi tâm chỗ đen kịch tạo vật chỉ nhãn mở ra, trước mặt rất nhiều đại đạo quy tắc biến ảo, nháy mắt phơi bày ở trước mắt hắn. Đại ca ca. Mà lúc này Tiếu Tiêu thanh âm cũng xuất hiện tại Tần Trần trong đầu. Tiếu Tiếu, Người thay ta quan sát những thứ này đại đạo quy tắc biến hóa cho ta nhắc nhỏ. Tần trần giọng nói rơi xuống, trực tiếp thôi động trong cơ thể mình đại đạo bản nguyên. Ba nghìn đại đạo, thiên biến vạn hóa, vạn đạo quy nhất. Vù vù một tiếng, tần trần trên thân khí tức lúc này lại là nháy mắt biến ảo lên, các loại đại đạo quy tắc chi lực tại trong thân thể hắn không ngừng lưu chuyển, như một cái vạn hoa đồng một dạng, để cho người ta hoa cả mắt, đáp ứng không xuể thiên địa trong đại đạo hàng tỷ loại nhưng tại tầng trần thấy chân chính hạch tâm đại đạo chỉ có ba nghìn loại mà thôi được gọi là ba nghìn đại đạo mà chính là này ba nghìn loại hạch tâm đại đạo diễn hóa ra hàng tỷ loại bất đồng đại đạo lúc trước tầng trần tại tử hải lúc cũng đã đem minh giới ba nghìn đại đạo thu thập thất thất bát bát trong lòng bàn tay ước chừng hai nghìn mấy trăm loại về sau rời khỏi tử hải lúc chém giết thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế ảnh xạ, lấy được này lưỡng mạch tất cả đại đạo quy tắc, sau đó lại tại bất tử đế tôn, vĩnh kiếp nghiệt hải, âm ti to như thế, tần trần lại lấy được minh nguyệt nữ đế bộ hạ đại đạo cùng với bổ sung hắn không ít đại đạo. Hôm nay tần trần ba nghìn đại đạo, chỉ kém lát đắt hơn mười loại, liền đã triệt để đầy đủ hết. Mà dựa vào hôm nay nắm giữ những thứ này đại đạo, tần trần đủ để diễn hóa muôn vàng đại đạo, không bị phát hiện. Vù vù. Trong nháy mắt, tầng trần trên thân đại đạo liên tục biến ảo, cùng này vạn đạo phong tỏa trận liên tục truyền đến đại đạo ba động hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Lúc này, tầng trần tinh thần cao độ tập trung, hoàn toàn đắm chìm trong bản thân đại đạo diễn hóa trong. Vạn đạo phong tỏa trận, trận pháp này mặc dù tại minh giới mênh mông trong lịch sử cũng không có cửu minh cấm không đại trận như vậy nổi danh, nhưng mà nó chân chính công hiệu, nhưng cũng không so cửu minh cấm không đại trận yếu hơn bao nhiêu. Đơn giản là vạn đạo phong tỏa trận hầu hết thời gian chỉ là dùng đến phân biệt địch nhân xâm lớn, cũng không có công kích công năng, cho nên mới khá là kiêm tốn mà thôi. Nhưng trên thực tế vạn đạo phong tỏa trận là hàng thật giá thật đại đế trận Pháp, tại cao cấp nhất một đống đại đế trong cũng có khủng bố danh khí. Sở dĩ U Minh đại đế mới có thể lo lắng như thế kinh hải. Bởi vì coi như là thời kỳ toàn thịnh hắn tự thân xuất thủ, muốn phá giải trận này cũng không phải một chuyện dễ dàng việc. Nhưng bây giờ... ầm Tần trần cả người hoàn toàn dung hợp tại đây vạn đạo phong tỏa trận trong, trên người hắn từng đạo đại đạo quy tắc khí tức liên tục dũng động, kia khí tức sự mênh mông thậm chí siêu việt một dạng đại đế, căn bản không nhìn ra hắn lại chỉ là một đỉnh phong chuẩn đế. Này vạn đạo phong tỏa trận, quả nhiên đáng sợ cũng không phải là mỗi loại đại đạo từng cái chảy xuôi, mà là tất cả đại đạo đồng thời dũng động, một đạo bao trùm tới trận pháp khí tức trong, có khả năng chỉ ẩn chứa một đạo đại đạo, nhưng cũng có khả năng ẩn chứa 10 đạo đại đạo khí tức, thậm chí là trên trăm đạo đại đạo khí tức. Tần Trần dung nhập trong, nội tâm chấn động. Khi tiến vào trong nháy mắt, Tần Trần cảm thụ được mạnh mẽ áp lực, thậm chí kém chút bại lộ bản thân. Cũng may, Tiếu tiếu thân là tử linh trường Hà Linh, đối minh giới toàn bộ đại đạo đều cực quen thuộc, cho hắn trước tiên nhắc nhỏ, mới có thể làm cho hắn mấy lần thành công tránh thoát. Mà kèm theo tầng trần xâm nhập vạn đạo phong tỏa trận, ngay từ đầu hắn còn có chút luống cúng tay chân, cần liên tục dựa vào tạo vật chỉ nhãn cùng tiếu tiêu nhắc nhớ, thôi động trong cơ thể mình đại đạo, dung nhập vạn đạo phong tỏa trận trong. Nhưng đẩn dần, kèm theo hắn liên tục thi triển ba nghìn đại đạo, Tầng trần trên cả người không hiểu chảy xuôi một loại đạo vận, như là cùng thiên địa này triệt để dung hợp vào một chỗ một dạng. ầm, um, Một đạo mạc danh khí tức theo tầng trần trong thân thể chật toát ra. Cảm nhận đến tầng trần trên thân khí tức biến hóa, trong hỗn độn thế giới u minh đại đế tức khắc trọn to hai mắt. Chuyện này Điều này sao có thể? Vạn đạo dung thể, tiểu tử này là tại vạn đạo dung thể sao? Minh Đại Đế thần sắc ngạc nhiên, nghẹn họng nhìn trân trối. Phải biết, tuy là Tần Trần hôm nay cũng đã trưởng khống minh giới 3.000 đại đạo trong 95% trở lên, nhưng những này đại đạo quy tắc đều là hắn cướp đoạt từ tử hải lồng giam trong tất cả cấm khu chi chủ, cùng với minh giới vô số cường giả, cũng không phải là là chính bản thân hắn tu luyện mà tới. Như thế được đến đại đạo, nhìn bề ngoài là tất cả đều nắm giữ, trên thực tế cũng không sâu có thể nói là hiểu, mà không biết nguyên cớ, lại thêm tầng trần dương gian thân thể phần, một khi vận chuyển, cực không lưu loát, cũng không thông hiểu. Nhưng hôm nay, tiểu tử này, lại là lợi dụng này vạn đạo phong tỏa trận để đề thăng bản thân. Trên đời này, lại có như vậy biến thái. U Minh Đại Đế ngẩn người, cả người triệt để sững sờ. Hắn nhìn ra, tầng trần tại phá giải vạn đạo phong tỏa trận thời điểm, cũng không phải là chỉ là diễn hóa đồng dạng đại đạo, tới để tránh khỏi dẫn tới vạn đạo phong tỏa trận cảm nhận, tương tự là ở lợi dụng vạn đạo phong tỏa trận phía trên đại đạo khí tức, đang tiến hành cảm ngộ, để bản thân đối trong cơ thể 3.000 đại đạo tốt hơn dung hợp. Cái này so với đơn thuần tránh thoát vạn đạo phong tỏa trận cảm nhận, ít nhất phải khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Người điên, gia hỏa này liền là một cái điên, chẳng lẽ hắn không sợ sơ ý một chút sai lầm bị vạn đạo phong tỏa trận cảm nhận để cho mình bại lộ tại ngũ nhạc minh đế trước mặt bọn họ đưa tới trước đó sở tác sở vi đều thất bại trong gan tất sao u minh đại đế trong lòng quả thực căn bản không có tin tưởng không chỉ có là u minh đại đế ma lệ đám người trong lòng cũng là chấn động hoàn toàn bị tần trần sở tác sở vi cho kinh sợ gia hỏa này ma lệ ánh mắt lóe lên trong lòng không biết là tư vị gì. tuy là hắn nhìn tần trần cực không vừa mắt, nhưng không thể không nói, tần trần gia hỏa này có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng này, tuyệt không phải vận khí, vẫn có thực lực nhất định. ầm, uhm. tần trần liên tục diễn hóa quanh thân đại đạo, kèm theo hắn liên tục xâm nhập này vạn đạo phong tỏa trận, hắn đối này ba nghìn minh giới đại đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu, trong cơ thể hắn từng luồng đại đạo bản nguyên lại là cùng hắn thân xác dần dần hoàng mỹ dung hợp lại. Hoàng mỹ vô khuyết, cơ hồ không có nửa điểm tì vết. Đại đạo vô khuyết. Tần trần trong lòng không nhịn được tháng phục, thiên địa đại đạo, như từng ngọn cây cọng cỏ, đều là bất phàm, lần này nếu không phải có tiếu tiếu hỗ trợ, lại thêm này vạn đạo phong tỏa trận gia trì, ta muốn triệt để dung hợp nắm giữ này minh giới ba nghìn đại đạo, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng đối minh giới đại đạo cảm ngộ càng nhiều, tần trần nội tâm thì càng chấn động. Đồng dạng đại đạo, tại dương gian là một loại bày ra hình thức, nhưng đến minh giới, cũng là một loại khác bày ra hình thức, hai người bổ trợ cho nhau, tự thành nhất thể. Cao xử bất thắng hàng Đứng càng cao, mới càng rõ ràng thiên địa này đáng sợ, đại đạo vô tình. Lúc này tần trần, dĩ nhiên cùng trong trời đất này đại đạo dung hợp vào một chỗ, nói động, Tâm động, dùng vạn đạo làm một thể, nằm trong loại trạng thái này, Tần Trần thân xác lại mơ hồ có đạo thì hóa chiều hướng. Đồng thời, để Tần Trần không ngờ, tại ngăn cản này vạn đạo phong tỏa trận đồng thời, Tần Trần trong cơ thể nguyên bản có chút không trọn vẹn ba nghìn đại đạo, lại là bị chậm rãi bổ toàn. Dùng một lần ba, Tần Trần lại là đem bản thân nguyên bản chưa từng nắm giữ minh giới đại đạo, cũng tự động cảm ngộ ra. Uhm nhưng tầng trần trong cơ thể ba nghìn đại đạo triệt để thành hình nháy mắt một cổ khí tức kinh khủng theo tầng trần trong thân thể mơ hồ nở rộ ra lúc này hắn thân thể lại là muốn cùng này vạn đạo phong tỏa trận hoàn toàn kết hợp với nhau cùng này minh giới thiên địa hoàn toàn kết hợp với nhau hóa thân làm đại đạo trật tự một dạng dùng thân hóa đạo tầng trần đây là muốn đột phá đại đế trong hỗn độn thế giới u minh đại đế thất kinh dùng thân hóa đạo đây cơ hồ chỉ có là đột phá đại đế lúc mới có hiện tượng. Cái gì? Chủ nhân muốn đột phá đại đế. Thủy mị đại đế mấy người cũng là kích động nhìn vạn đạo phong tỏa trận trong tầng trần, là vừa mừng vừa sợ. Vui là, một khi tầng trần đột phá đại đế, thực lực tất nhiên sẽ lớn mạnh vượt bậc, nháy mắt tăng vọt. Kinh hải là, chỉ cần tầng trần đột phá đại đế, tạo thành tiếng động, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả chú ý, như vậy lúc trước tại âm ti cùng vĩnh kiếp nghiệt hải làm toàn bộ, đều muốn thất bại trong gan tất triệt để bại lộ. Mẹ, gia hỏa này nếu như đột phá đại đế, ở trước mặt hắn xưng hô bản đế, chẳng phải là thoải mái cảm thoáng cái hết. Ma lệ vẻ mặt cực buồn bực. ầm uhm. Thế mà, để mọi người không ngờ, tầng trần trên thân khí tức tuy nhiên không phải kéo lên, thân thể và đại đạo hòa làm một thể, tựa như hóa thân thành đạo một dạng, nhưng hắn trên thân khí tức vẫn như cũ là đỉnh phong chuẩn đế, cũng không chân chính bước vào đại đế cảnh giới. Thân thể ta trong, dường như không trọn vẹn cái gì, một mực không cách nào đột phá cái này chói buộc, chân chính bước vào đại đế. Vạn đạo phong tỏa trận trong, tầng trần cho mày. Ở trước đó trong nháy mắt đó, hắn cũng cho là mình muốn đột phá đại đế cảnh giới, nhưng tại một chân bước vào cửa thời điểm, lại đột nhiên hơi ngừng, vô tật mà chấm dứt binh giới ba nghìn đại đạo, ta đã triệt để trưởng khống, trên lý thuyết mà nói, ta hẳn là đủ để bước vào đại đế cảnh giới, nhưng vì sao? Tần trần ánh mắt lóe lên, sắc mặt khó coi. Không vào đại đế, cuối cùng con kiến hôi. Hôm nay cường địch hoàng tí, nếu hắn có thể đột phá đại đế cảnh giới, mặc dù là đối mặt tứ cực đại đế cũng sẽ nhiều một phần khí, không cần phải giống bây giờ chỉ có thể chật vật trốn đông trốn tây. Nhưng bây giờ, hả? Tần trận còn muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút, nhưng đột nhiên làm như cảm nhận đến cái gì, biến sắc, thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất ở vạn đạo phong tỏa trận trong. Hắn, thân thể như một cái người cá, hoàn toàn dung nhập vào vạn đạo phong tỏa trận trong, lặng yên không một tiếng động ở giữa, dĩ nhiên đi tới hồn nhạc sơn chỗ sâu. Vừa tiến vào này hồn nhạc sơn. Tần Trần vẻ mặt chính là chợt nhất biến. Thâm viên khí tức Tại đây hồn nhạc sơn trong, Tần Trần rõ ràng cảm nhận đến một cái thâm viên khí tức quanh nhiêu, như yên vân một dạng, phiêu tán nơi này. Không được, đại nhân, này hồn nhạc sơn trong có ta thâm viên tộc cao thủ ẩn giấu. Thái âm minh nữ trong đầu hắc liên thánh sứ vội vàng kinh hải mở miệng, là kia nhất tộc người. Tần Trần chấn động trong lòng, tuy là đã sớm biết năm đó minh nguyệt nữ đế biến mất vô cùng có khả năng cùng ngũ nhạc minh đế có liên quan nhưng giờ khắc này ở ngũ nhạc minh đế này hoang phế sinh ra trong đạo trường cảm nhận đến thâm uyên nhất tộc khí tức vẫn để cho tần trần trong lòng hiện lên vô tận sát ý bất quá lúc này tần trần cũng đã quản không được nhiều từng luồng thâm uyên khí tức quanh nhiễu tới một khi cảm nhận đến trong cơ thể hắn khí tức cùng nơi này không giống nhau ngay lập tức sẽ bị đối phương cảm nhận đến Thập kiếp điện Tần trần chợt thôi động trong thân thể thập kiếp điện, một cổ thâm viên khí tức lặng yên không một tiếng động theo tần trần trong thân thể tản mát ra, cùng bốn phía này khí tức hoàng mỹ dung hợp vào một chỗ. Sau đó, tần trần thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, thân hình hắn dĩ nhiên đi tới hồn nhạc sơn chỗ sâu một góc nào đó, cả người chợt tiến vào hỗn độn thế giới trong. Vù vù. Không gian chi tâm thôi động, hỗn độn thế giới bỗng nhiên hóa thành một đạo rất nhỏ hạt bụi, giấu ở mênh mông không gian giới chỉ trong, triệt để biến mất. Mà ở tầng trần thân hình biến mất nháy mắt. Bạch Một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào không ngờ qua xuất hiện tại tầng trần lúc trước đứng địa phương. Bóng đen này ánh mắt ưng chí, cả người tỏa ra làm người sợ hãi khí tức, từng luồng thâm viên khí tức xoay quanh quanh người hắn, tràn đầy âm lãnh xâm hàng khí tức. Lúc này hắn cho mày, làm như tại cảm ứng cái gì tùng cổ một cường đại khí tức tràn ra đi quanh nhiễu bốn phía ô tạp thánh sứ ngươi vừa mới cảm nhận đến cái gì nơi này không có thứ gì có phải hay không là ngươi cảm nhận sai bóng đen này cảm nhận khoảng khắc bỗng nhiên cau mày mở miệng trong thanh âm có nghi hoặc mà lúc này bóng đen kia trong thân thể một đạo thanh âm khàn khàn vang tới ám ảnh bản tọa lúc trước rõ ràng mơ hồ cảm giác được nơi này dường như có cái gì khí tức ba động, ngươi tìm một chút. Bóng đen này gật đầu, tiếp tục điều tra lên. Mà ở hắn tỉ mỉ điều tra thời điểm. Hồn nhạc sơn bên ngoài hư không trong. Lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Chính là mạnh bà. Hồn nhạc sơn. Nhìn phía xa tản ra khí tức kinh cũng to lớn sơn nhạc, Mạnh bà ánh mắt từ từ ngưng trọng. Được a, à, Ngũ Nhạc Minh Đế cái kia cẩu vật, lúc trước nhóm người kia, quả nhiên là hắn bộ hạ, này hồn nhạc sơn rõ ràng là Ngũ Nhạc Minh Đế xuất thế đạo trường, nhưng sớm đã hoang phế bao lâu, trong tinh đồn, chỉ là một chỗ phong bế cấm địa mà thôi, nhưng bây giờ. Nhìn trước mắt tản ra từng đạo làm người sợ hãi khí tức hồn nhạc sơn, mạnh bà ánh mắt bột phát tức giận cùng băng lãnh nàng cũng là uy tín lâu năm đại đế, tự nhiên biết rõ hồn nhạc sơn lai lịch. Nghe đồn, nơi đây chính là ngũ nhạc minh đế năm đó xuất thế chi địa, xem như là hắn khởi đầu điểm, nhưng ngũ nhạc minh đế một thân chinh chiến, thành tựu tứ cực đại đế sau, này hồn nhạc sơn chính là bị làm thành một cái chim ngưỡng nơi ở cũ cảnh điểm, bị hoang phế ở đây. Tương tự thế gian đế lăng, chỉ có đủ một loại ý nghĩa tượng trưng, mà cũng không có chân chính tác dụng nhưng mới rồi. Mạnh bà tự mình cảm nhận đến, trước đó mấy bóng người, tại đi tới hồn nhạc sơn sau, liền biến mất ở không thấy, trừ đi vào này hồn nhạc sơn ở ngoài, mạnh bà cũng đã nghĩ không ra hắn khả năng. Bất quá, âm ti bị hủy, di ma đại đế ngã xuống một chuyện, chuyện trọng đại, nhất định phải vạn phần chú ý, không thể làm ra cái gì đoán sai, bằng không nhất định ảnh hưởng thật lớn. Nghĩ tới đây, Mạnh bà lúc này nhìn bốn phía, nhất định phải tìm một chỗ điều tra rõ ràng, nhìn một chút lúc trước diệt sát diêm ma đại đế những người đó, là có hay không tại đây hồn nhạc sơn trong, như vậy mới có thể triệt để xác định, đối phương đến cùng là đúng hay không ngủ nhạc minh đế người. Mạnh bà đi minh giới nhiều năm như vậy, cực cẩn thận cùng lão luyện, đương nhiên sẽ không như một loại đại đế đồng dạng, trực tiếp liên kết luận kết quả. Có đôi khi, mắt thấy cũng chưa chắc là thật chỗ kia ngọn núi không sai, là ở chỗ này điều tra. Mạnh bà ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên thấy hồn nhạc sơn bên ngoài cách đó không xa một ngọn núi, thân hình thoát một cái, lặng yên đi tới chỗ kia trong ngọn núi ẩn nút, tiếp đó nàng giơ tay phải lên, một cái đen kịp chén nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng. Vù vù. Một đạo lực lượng vô hình rót vào cái này trong chén, tức khắc, trong vong xuyên thủy nháy mắt kích động. Một cổ vô hình ba động, chậm rãi lan truyền ra hả sau một khắc mạnh bà liền thấy trong tay mình trong bát phong xuyên thủy lại là cùng trước đó địa phương hồn nhạc sơn chỗ sâu một cái địa phương nào đó dường như xuất hiện cộng minh nào đó quả nhiên cầu nại hà ở ngay tại hồn nhạc sơn trong mạnh bà trong lòng vừa kinh vừa sợ lúc này là triệt để khẳng định lúc trước mấy người là trốn ở này hồn nhạc sơn trong diêm ma đại đế truyền lại ra tin tức quả nhiên là thật mà ở mạnh bà trong chén vong xuyên thủy cùng cầu nại hà xuất hiện liên hệ nào đó lúc trong hỗn độn thế giới cảm nhận đến cầu nại hà biến hóa tầng trần khóe miệng lặng yên vẽ lên vẽ tươi cười này mạnh bà thật đúng là bị nàng tìm đến nơi này nói như vậy ta lúc trước bố trí có thể khởi động tầng trần trong lòng hơi động sau một khắc hắn chợt thôi động cầu nại hà đem vong xuyên thủy cùng với ở giữa liên hệ bỗng nhiên bài trừ. Xôn sao? Vô hình ba động nhẹ nhàng rung động, mạnh bà trong chén vong xuyên thủy nháy mắt mất đi cảm ứng, thật giống như bị người cắt đoạn tin tức một dạng, mất đi đối cầu nại hà cảm nhận. Mà cùng lúc đó, này hồn nhạc sơn trong vạn đạo phong tỏa đại trận làm như cảm nhận đến cái gì, trong giây lát rung động, quanh một tiếng, nháy mắt kích hoạt bay lên, bao phủ lại cả tòa hồn nhạc sơn. Hả? Lúc này Tần Trần lúc trước biến mất chỗ, đang tìm kiếm cái gì bóng đen thẳng ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Bao phủ Hồn Nhạc Sơn vạn đạo phong tỏa đại trận, vẻ mặt chợt nhất biến. Là ai? Là ai đang dò xét ta Hỗn Nhạc Sơn? Bóng đen này trong con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra tới một đạo kinh người quang mang, mãnh liệt. Hồn Nhạc Sơn bên ngoài ngọn núi kia chỗ. Mạnh bà cũng chợt mất đi đối cầu nại hà cảm nhận trong lòng tức khắc cả kinh, bị phát hiện. Nàng con ngươi co rụt lại, nàng chưa kịp phản ứng kịp, phía trước hồn nhạc sơn ngay lập tức sẽ bị một cổ tràn ngập vô tận đại đạo quy tắc ý đại trận cho bao phủ lại, bộc phát ra từng cổ một kinh người đại đạo khí tức đến. Đáng chết, là vạn đạo phong tỏa trận. Mạnh bà sắc mặt đại biến, một cái liền nhận ra hồn nhạc sơn hộ sơn đại trận, trong lòng là vừa sợ vừa giận. Quỷ cái gì hoang phế đạo trường một cái hoang phế địa phương, như thế nào lại cần vạn đạo phong tỏa trận như thế đỉnh cấp đại trận tới phong tỏa? Này trong tật nhiên có vấn đề. Bất quá mạnh bà cực cẩn thận, cảm nhận đến không thích hợp nàng, trước tiên xoay người liền muốn rời đi nơi này. Chỉ là nàng thân hình vừa mới động. Oanh một tiếng. Không biết có phải hay không kinh động cái gì phục kích ở ngọn núi này trúng bẫy rập một đạo kinh người không gian chi lực chính nàng dưới chân trong ngọn núi chợt bạo phát, đưa nàng chỗ toàn bộ ngọn núi rầm rầm chấn vỡ ra. Ung ung. Cùng cuộn núi đá sụp đổ, khói lửa bao phủ, để nguyên bản ẩn giấu tại bên trong ngọn núi này mạnh bà nháy mắt bạo lộ ra. Không được, nơi đây vẫn còn có cạm bẫy thiết trí, này hồn nhạc sơn trong đến ẩn giấu cái gì, phong tỏa lại xâm nghiêm như thế mạnh bà vô ý thức cho là nơi này cạm bẫy là hồn nhạc sơn trong cao thủ bố trí trong lòng vừa kinh vừa sợ toàn bộ thân hình phúc chốc hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang chợt phóng lên cao muốn trốn rời chỗ này thế mà nàng thân hình vừa mới động người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta hồn nhạc sơn tự tìm cái chết ầm uhm. theo hồn nhạc sơn trong bỗng nhiên nổ bắn ra tới một đạo đen kịp thân ảnh bóng đen này tốc độ cực nhanh lại là trong chớp mắt muốn tới hồn nhạc sơn ở ngoài. Tốc độ nhanh, như huyễn ảnh, để mạnh bà tâm trạng rung động, rất là kinh hãi. Đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp đại đế cường giả, với lại đối phương chưa trong, trên thân tỏa ra cổ xưa khí tức, để mạnh bà cảm thấy một trận mạnh mẽ chấn động, thân hình có loại đông đưa cảm giác. Đi! Xâm nhập địch hậu, mạnh bà căn bản không dám có chút dừng lại, cả người điên cuồng ẩn vào hư không ầm um. một đạo không gian thông đạo hiện lên thiên địa giống như từng đạo đen kịch huyền trọng cửa tầng tầng lan ra hướng hư không vô tận chỗ sâu tại phần cuối có không biết tên không gian loạn lưu dũng động tỏa ra khí tức kinh khủng là không gian thông đạo loại thủ đoạn này là nhanh nhất rời đi nơi này phương pháp nguy hiểm là một khi không cẩn thận ẩn vào minh giới không gian loạn lưu sẽ có bị lạc minh giới hư vô không gian khả năng hư muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Thấy trong bóng tối dò xét hồn nhạc sơn cường giả trực tiếp thì muốn rời khỏi, này ám ảnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, bấm tay một điểm, hư không cạn tầng nháy mắt vang lên nhanh chiến minh. Diệt hồn đinh Một đạo đen kịp bén nhọn tàn ảnh bỗng nhiên hiện lên hư không, mang theo làm người ta hít thở không thông gào thét ô minh, nháy mắt theo thần thức cảm nhận bên trong biến mất. Một loáng sau suy một thanh nở rộ đen kịch minh quan tàn phá hư vô đinh sắc xuất hiện như vượt qua hư không khoảng cách bỗng nhiên hiện lên sau lưng mạnh bà trong sát na mạnh bà hồn lông tơ dựng thẳng lên thần hồn không hiểu rung lên một đạo bén nhọn kim chúc như tê liệt gai khiếu quán xuyến linh hồn cấp độ để cho nàng thức hải băng lãnh tâm trạng bất an toàn thân nháy mắt kích khởi chi chít nổi da gà là đại đế chí bảo với lại ẩn chứa linh hồn công kích đại đế Minh Bảo Mạnh bà trong lòng kinh hải Bước vào hư không thông đạo cước bộ bỗng nhiên dừng lại Trong kinh hải vội vàng một cái xoay người Trong giây lát thôi động trong tay mình đen kịch Minh Quảng Nháy mắt chặn lại tại trước người mình ầm Tại trong tay nàng đen kịch Minh Quảng ngăn ở trước người nháy mắt Một đạo khủng bố chói tai gào thét nháy mắt truyền đến Rầm rầm đụng vào trong tay nàng Minh Quảng trên Phốc một tiếng mạnh bà chỉ cảm thấy một cổ khủng bố thần hồn trùng kích cuốn tới, não hải cấp độ trực tiếp rung động khủng bố sát ý lạnh như băng, cả người cứng ngắc một sát, lúc này mới khôi phục tư duy. Thật là khủng khiếp thần hồn công kích. Mạnh bà trong lòng lớn chiến, không hổ là có thể kích sát diêm ma đại đế cường giả, chỉ lúc trước một đạo hồn đỉnh công kích, nếu không phải là bản thân lúc trước phản ứng kịp thời, một khi bị xuyên thủng thân thể, đưa tới linh hồn cấp độ bị tổn thương, sợ là không chết cũng muốn trọng thương đối phương cuối cùng là ai tâm trạng dưới tức giận mạnh bà mặt bên rút lui mặt bên nhìn về phía đối phương trước mặt đen kịch thân ảnh bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt mình ám ảnh đại đế là ngươi mạnh bà con ngươi thu hẹp không khỏi thốt ra mặt lộ vẻ chấn động nàng một cái liền nhận ra trước mặt này theo hồn nhạc sơn trong lao ra bóng đen chính là tại minh giới có lão tốt quỷ danh xưng là ám ảnh đại đế. Nhưng ám ảnh đại đế luôn luôn đơn đã độc đấu, tại minh giới các đại thế lực trong quan hệ đều thật tốt, chưa bao giờ tham gia tranh đấu, sở dĩ bị minh giới rất nhiều cổ xưa đại đế xưng là lão tốt quỷ, như thế gia hóa, làm sao sẽ theo hồn nhạc sơn trong lao ra. Nó cùng ngũ nhạc minh đế cuối cùng là quan hệ như thế nào? Nghĩ tới đây, mạnh bà trong lòng nháy mắt vừa kinh vừa sợ. Cường giả như vậy trong bóng tối bỗng nhiên xuất thủ, sợ là minh giới rất nhiều đại đế đều là sẽ phản ứng không vội. Là ngươi, Mạnh bà. Mà ở Mạnh bà nhận rõ ám ảnh đại đế đồng thời, ám ảnh đại đế cũng nháy mắt nhận ra Mạnh bà, con ngươi tức khắc toát ra một ít kinh sợ. Mạnh bà chính là Sâm La Diêm vực một trong tam cự đầu, từng cùng thập điện Diêm đế có huynh muội danh xưng, tình như thủ túc, quan hệ hợp ý nhau nàng luôn luôn ẩn sâu ít ra ngoài rất ít rời khỏi sâm la diêm vực nhưng lúc này tại sao lại quỷ dị đi tới hắn hồn nhạc sơn ở ngoài đồng thời trong bóng tối tìm hiểu chẳng lẽ vũ nhạc minh đế đại nhân cùng hồn nhạc sơn trong bí mật đã bị này mạnh bà cho điều tra được không được tuyệt không thể để cho nàng còn sống trở lại mặc dù không biết mạnh bà cuối cùng điều tra được cái gì nhưng ám ảnh đại đế nhưng trong lòng vừa kinh vừa sợ bởi vì hắn hiểu, hồn nhạc sơn trong ẩn dấu bí mật tuyệt không thể bại lộ tại minh giới tất cả đại đế trước mặt. Ô tạp thánh sứ, giúp ta. Gầm lên một tiếng, ám ảnh đại đế thân hình thoát một cái, bỗng nhiên hóa thành trọng trọng tàn ảnh lướt ầm ầm ra, cùng lúc đó, hắn khoát tay, quanh một tiếng, hư không trong xuất hiện chi chít đen kịch sợi tơ. Những sợi tơ này cực linh hoạt, như từng đạo linh tuyến như độc xà, bỗng nhiên bạo lướt hướng mạnh bà quanh thân chỗ hư không. đồng thời, theo ám ảnh đại đế trong thân thể, đột nhiên tản mát ra một đạo khủng bố thâm nguyên khí tức. ầm, uhm. này thâm nguyên khí tức vừa xuất hiện, liền cùng trong trời đất này rất nhiều đen kịch sợi tơ hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, trong nháy mắt cuốn quanh hướng mạnh bà quanh thân chỗ. thâm nguyên chỉ lực đáng hận. ngũ nhạc minh đế quả nhiên cùng thâm nguyên cấu kết tội đáng chết vạn lần giết chết diêm ma quả nhiên là này ngũ nhạc bộ hạ đại đế còn có thâm nguyên tộc nhân mạnh bà ánh mắt nanh ác triệt để khẳng định video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha